Thưa quý vị, những ngày qua khi cả phụ huynh và giáo viên vẫn chưa hết rối như tơ vò về chương trình tiếng Việt lớp 1 mới, thì mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo lại công bố dự thảo về việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy cho trẻ mẫu giáo. Dự thảo này khiến nhiều người băn khoăn khi mà chương trình học tiếng Việt còn khó thì có nên nói đến việc học tiếng Anh khi các con còn quá nhỏ. Dân, đây có lẽ là câu hỏi khiến các bậc phụ huynh có bé học mẫu giáo phải đau đầu. Liệu con mình có nên học tiếng Anh sớm như vậy không? Bé sẽ học được gì từ các lớp tiếng Anh đó? Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo vừa được ban hành, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy chính thức tại trường mầm non sẽ khiến phụ huynh và học sinh thêm gánh nặng cả về kiến thức lẫn học phí. Thì nếu giả sử bây giờ mà mình thêm cái chi phí cho học tiếng Anh thì sẽ khó, bởi vì tùy từng gia đình, có gia đình có điều kiện thì sẽ, mình nghĩ là cái đấy là tốt, nhưng mà vấn đề là tùy từng điều kiện, từng gia đình thì sẽ hợp lý hơn, mà mình đánh giá là chưa nên cho cháu học tiếng Anh. Thực tế, việc triển khai dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non ở các trường tư thì không có khó khăn gì. Lâu nay, việc này vẫn đang thực hiện tốt. Chi phí cho việc học tiếng Anh tính vào chi phí học phí chung để trường tư có được những giáo viên giỏi, có kỹ năng sư phạm về môn học này. Tuy nhiên, việc triển khai dạy tiếng Anh ở cơ sở giáo dục mầm non công lập sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần. Ở trong cấp mầm non của chúng tôi hiện nay thì vẫn chưa có cái định biên giáo viên tiếng Anh. Đấy, cái thứ hai là với đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay thì chưa thể dạy được tiếng Anh cho trẻ mầm non. Các cái điều kiện ở những cái vùng khó khăn, các cái điều kiện về cơ sở vật chất thì tôi nghĩ rằng là nếu các vùng xa xôi khó khăn thì có thể cũng chưa có những cái phòng ngoại ngữ. Các chuyên gia cho rằng việc học tiếng Anh trong trường học hiện nay còn thiếu đồng bộ. Có một thực tế là sau nhiều năm học tiếng Anh trong trường phổ thông, đa số học sinh lại không có khả năng hoặc không tự tin để giao tiếp với người nước ngoài. Cái một trong những điều kiện mà để dạy tiếng Anh tốt ấy, thì bắt đầu là phải dạy, nếu là dạy từ mẫu giáo thì đến tiểu học, đến trung học các em nó cần phải phát triển hơn. Chứ nếu mà dạy tốt ở mẫu giáo nhưng lên tiểu học lại không dạy tốt thì lại không có thầy thì lại hỏng. Lâu nay chúng ta cứ loay hoay đi tìm phân tích nguyên nhân vì sao việc dạy và học tiếng Anh không hiệu quả. Nhiều đề án phát triển môn học này tiêu tốn số tiền khổng lồ, nhưng kết quả nhận được lại tỷ lệ nghịch với con số đầu tư đó. Vậy có cần thiết đưa việc dạy tiếng Anh vào các trường mẫu giáo? Theo các chuyên gia, trong xu thế hội nhập, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh là yêu cầu hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ mục đích việc làm quen tiếng Anh của trẻ mầm non với mục đích học tiếng Anh của trẻ độ tuổi lớn hơn. Chỉ khi xác định được rõ mục tiêu thì ngành giáo dục mới định hướng xây dựng được môi trường phù hợp cho trẻ em làm quen một ngôn ngữ mới với những niềm vui, sự say mê, chứ không phải bằng những giờ học như ở trường phổ thông.